Sở Tù Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm gì là Ngũ Tiểu, Vác Cành Đào Đứng Trên Bào Tiền, Chất Liệu Gỗ Hương Ta. Tác phẩm có mã là 817, có kích thước cao 1m, ngang 50 và sâu 40. Hàng liền khối và rất là đặc gỗ, đục ra tác phẩm rồi, nặng 30kg các bác nhé. Một tác phẩm được đục rất kỹ và sắc nét. Em sẽ quay cận cảnh để cho các bác chiêm ngưỡng tác phẩm này. Tác phẩm đục rất kỹ và sắc nét từng chi tiết một, các đường nét đục kinh bông rất là tỉ mỉ và công phu. Dì Lạc cười rất là tươi và hoan hỉ. 5 tiểu đồng, mỗi tiểu đồng ở một thế khác nhau, cười rất là tươi xinh các bác nhé. Tượng Phật Di Lặc trong dân gian vẫn hay được gọi bằng cái tên quen thuộc là Phật Cười hay là Phật Mập, Phật Bụng Bự. Theo truyền thuyết thì niềm vui lớn nhất của Ngài là biến những nỗi muộn phiền, giận dữ, căng thẳng hay áp lực của con người thành những niềm vui, hạnh phúc, bình an. Người ta tin rằng nụ cười nội tâm hiền hòa ấy của Phật Di Lặc mạnh tới mức nó luôn hiện hữu và tỏa sáng trên khuôn mặt của Ngài, và Phật đi đến đâu thì ở đó có hạnh phúc. Hình ảnh Đức Phật hiền lành, tươi cười, phúc hậu ấy luôn mang đến một sự an lạc và sự hoan hỷ cho bất cứ ai khi nhìn vào. Phật Di Lặc Ngũ Phúc là biểu tượng cho cuộc sống an lạc, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Là vật phẩm phong thủy, khi mà thờ cúng trong nhà thì sẽ mang lại những điều tốt lành cho gia chủ, gia đạo. Tuy nhiên, có mấy ai hiểu rõ về ý nghĩa cũng như sự ra đời của Đức Phật Di Lặc? Các bác hãy cùng với em tìm hiểu ngay bây giờ nha. Di Lặc là phiên âm từ Vạn Ngữ có nghĩa là từ thị, là cái nhìn từ bi, bác ái. Phật Di Lặc là người cùng thời với Phật Thích Ca, theo xuất gia, tu tập chính pháp. Và Phật Di Lặc đã từ lâu được xem là một biểu tượng phong thủy số 1 về tài lộc và may mắn. Bức tượng Di Lặc Ngũ Phúc có ý nghĩa rất là to lớn đối với mọi người. Ở đó thì con người có thể cảm nhận được niềm an lạc, hạnh phúc viên mãn, vô lo vô nghĩ. Ý nghĩa của tượng Di Lặc Ngũ Phúc còn biểu tượng cho cuộc sống sung túc, no đủ, niềm hoan hỷ, hạnh phúc. Đó chính là ước muốn của mọi gia đình. Di Lặc Ngũ Phúc nghĩa là 5 đứa trẻ nhỏ vui đùa xung quanh Phật Di Lặc, tượng trưng cho phúc, lộc, thọ, khang, ninh. Phúc mang ý nghĩa là viên mãn, an nhàn, hạnh phúc. Lộc là biểu tượng cho tài lộc, thịnh vượng. Thọ là cầu cho trường thọ viên mãn. Khang là đại diện cho sức khỏe dồi dào, cơ thể mạnh khỏe. Và ninh tượng trưng cho cuộc sống bình yên, an lành trong cuộc sống, tránh tai họa và gặp nhiều may mắn. Những đứa trẻ hồn nhiên, tinh nghịch luôn mang đến những tiếng cười, thể hiện niềm mong ước của gia đình luôn tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc, con đàn cháu đống. Tượng Di Lặc Vác Cành Đào được xem như một trong những dáng tượng phổ biến và được nhiều người ưa thích bởi sự sống động của nó trong từng đường nét chạm khắc. Theo truyền thuyết xưa để lại, đào vốn tượng trưng cho sự trường sinh bất lão. Như vậy, khi kết hợp với tượng Di Lặc sẽ có một ý nghĩa vô cùng hoàn chỉnh, đó chính là sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và trường sinh. Đây đều là những tâm nguyện mà bất kỳ ai mong muốn đạt được trong cuộc đời này. Thêm vào đó thì dáng đứng vác đào uyển chuyển, tượng Di Lặc Vác Cành Đào được coi là việc Phật Di Lặc ghé qua chơi và ban phát cho gia chủ những điều tốt lành và thịnh vượng nhất. Hơn thế nữa, người xưa còn cho rằng cành đào dài xum xuê chính là biểu hiện cho chữ phúc hậu tốt lành dành cho gia chủ. Một tác phẩm rất đẹp đúng không các bác? Và ý nghĩa phong thủy thì cực kỳ tốt rồi ạ. Tác phẩm Di Lặc Vác Cành Đào, Ngũ Tiểu, Chất Liệu Gỗ Hương Ta đều mang đến những ý nghĩa nhất định vô cùng đẹp đẽ cho gia chủ. Các bác quan tâm đến sản phẩm Di Lặc Ngũ Tiểu, Vác Cành Đào, Chất Liệu Gỗ Hương Ta có mã là 817, cao 1m, ngang 50 và sâu 40, nặng 30kg. Các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng để chiếm ngưỡng tác phẩm hoặc nhắn đi Zalo gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 035 5678 885 hoặc số 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Sau đây là một vài hình ảnh em đã chụp về tác phẩm mời các bác xem qua. Các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Sưởng Tượng Gỗ để theo dõi các video quay sản phẩm Full HD bên em. Cảm ơn các bác rất nhiều.
đăng ký để ủng hộ cho kênh Sưởng Tường Gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.